Người đẹp tới thì mình tính tiếp, có mình tiếp đâu. Mình tiếp à, người đẹp tới thì mình tiếp, có gì đâu chứ vụ không không sợ vợ ghen đi. Vợ mà khó hé hả, tát mặt tài tát lên bờ xuống ruộng quê bèn lĩnh. Bây giờ tao nói cho mày nghe. Dạ, bây giờ tao nói cho mày nghe, người đẹp mới tới ha. Mình sẽ ngồi à, cho em đóng vai người đẹp luôn đi anh. Miêu tả luôn đi. Bây giờ ví dụ mà người đẹp tới mến mơ ngồi xuống giường. Cảm ơn anh. Lấy rượu rót uống. Anh sẽ lấy rượu mà. Không, mời em ngồi đỡ đi chơi đó. Mời em ngồi rồi. Không, em không có tả mà làm luôn á, rót rượu nè. Ở uống đi em gì đó. À, uống đi em. Hai đứa mình cùng nhau nhâm. Không, uống em là có sai rồi, uống vô sai rồi nè. Rượu nho này uống đi em. Rượu nho này uống đi em. Cái gì vậy em? Hộp nho. Rồi ok, em tưởng tượng tới luôn rồi. Đó, rồi cái sai nè. Cái em sai dựa vô đó. Cái em sai chưa? Em sai chưa? Em sai ra rồi. Rồi, đúng rồi. Dạ em dựa vô. Rồi đó. Đâu anh sẽ làm gì em? Phần sau là phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Không, mày cứ mày thứ em tuổi mày không nên nghe. Không nên nghe, đẩy em ra. Dưới 18 mày không nên nghe. Biến đi. Cho em nghe đi. Em tò mò quá. Mày không có đủ trình độ để mày hiểu đâu. Mày coi đi. Cái con nhỏ đó mà bước vô một cái là mày coi anh mày nè. Anh mày đưa mày lên. Rồi cắt câu luôn đi. Không, cắt câu luôn đi nè. Không. Rồi nha. Tôi thấy anh có vẻ xèo xèo xèo. Ừ, rồi. Xèo gì? Đó, xèo, xèo, đi xèo. Bước ra ngoài luôn á. Rồi đi ra đi. Bước không, em bước ra ngoài đi, em nhắc nhắn đi vô mà. Đợi chút xíu đi, coi có thử có đúng không nè. Ừ. Nhắc vô đi. Làm gì vậy? Đâu rồi? Nhắc nhỏ nó vô. Nè. Em đi đâu đây? Hết hồn hết vía đó. Bây giờ con này anh tính theo. Em ngồi xuống đi. Lấy rượu ra cho rót này lên. Đi chưa? Đi trong này diễn em. Thấy nhanh hết hồn. Thử thử em đi đâu đây? Em đi đâu đây? Nhìn gì nè? Nghỉ tiếp nè. Bả em ạ. Ừ, hỏi cô có chú hai á. Bả nhả luôn. Thủy muốn gặp nhã. Thủy nó muốn gặp ông nhã. Không, em đi đâu đây thì em giả bộ giận giận quá. Em tìm anh cái đó. Hai luôn hả? Ừ, cắt đi chú hai luôn mà. Em tìm anh cứ đâu. Lại em ngồi chú hai luôn nha. Thủy tới nè. Đúng rồi nè, em chạy qua đây, nó nhỏ như này nè. Thủy nó tới, nó đó. Ha. Thủy nó tới, nó nhất quyết là muốn gặp con nhẹ. Chị nhã. Muốn gặp chị nhẹ. Nhất quyết là đòi lên đây. Em kẽn mà đâu có được đâu, cho nên là em với lại em chờ âm tỉ với đó nữa. Nên em đưa lại lên tay luôn nè. Lúc đó chạy qua đây nó nhỏ dưới đây nha. Rồi, mày làm ơi, nó chạy ra kia xanh rồi. Không một cái mua gì đây. Cái gì vậy? Mày đốt nhà thôi rồi đó. Đúng rồi anh, em gặp vợ anh để... Không, có gì đâu đốt nhà anh, nói vô luôn, em bắt hay bắt vô vậy? Có gì đâu đốt nhà anh, em gặp vợ anh để cầu xin đưa đó, anh. Bước qua này lúc này, ba đứa đến em đưa không qua kéo ba dô qua em. Ba dô đừng lùi quay xong quá sao diễn. Đang đứng đây nè. Em đâu có sợ nó đâu, sợ vợ em mà đó, kéo qua, kéo qua cho em. Kéo qua đây nè, kéo qua đây. Trời ơi, em tới đây là em muốn gặp vợ anh á. Đó, nhấn nó ngồi xuống đi, em nhấn đó. Em tới đây tìm vợ anh á, để mà xin vợ anh buông thai cho anh. Cứ như vậy á, anh chết dần, chết mòn á. Không được đâu em, đừng gặp vợ anh. Chị dữ lắm hả? Đúng rồi. Giờ nó dữ lắm. Em sợ thiệt á. Nhưng mà hả? Vì anh á, em sẵn sàng chết với tay chị luôn á. Gì? Nước không phải, em hiểu lầm rồi. Vợ nó có dữ, vợ anh là một người phụ nữ rất là hiền từ. Rồi, khoan đi cho này chêm vô câu đi. Em thấy nàng chết với tay chỉ, ngày nãy nó có là hai người đánh lộn nhau, hai ba. Vợ với bụng dưới đánh lộn nhau á, để cho thằng này nó sợ. Là nói lại con em của em đi. Nói lại con em đi. Em sợ thì có, nhưng mà em sẵn sàng chết với tay chỉ gì ăn luôn á. Qua tài. Nói như này nè. Đó là hai người đánh lộn nhau đó.
là hai bà vợ lắm ghen đó, mới nói con vợ dữ, con vợ anh dữ lắm, hù con này vợ dữ, vợ anh dữ lắm, em làm ơn đi về đi chứ nó mà chưa được để vợ anh bắt gặp là chết. Dạ, nhắn này nói nè. Không, nhưng mà em sẵn sàng chết với tay vợ anh nói gì anh luôn á. Quá trời, không em xem em sẽ sẵn sàng em không chết chứ vậy. Không chết thì nói đúng rồi, em mới đôn bằng ba xô để ba xô diễn thôi. Đó là hai người đánh nhau. Nếu mà như vậy là hai người phụ nữ đánh lộn lẫn nhau á, là dân hay là to chuyện mới chứ đừng có dưỡng. Có chuyện đó được hả? Có chứ sao không có. À thì một món một còn á, vậy một món một còn. Hai con sư tử mè, hai con sư tử mè chờ trong một khu rừng thì có một con được sống sót sao cha? Đúng rồi. Ông Xuân Nghị đôn vô đốt vô. Không phải đâu. Em hiểu sai rồi. Ý anh muốn nói là vợ anh là một người phụ nữ rất là hiền, nhưng mà vì cái là bị bệnh tim rất là dễ xúc động, chỉ cần thấy em thôi là vợ anh xỉu và anh chết liền tại chỗ. Thấy em kìa Tú. Ủa anh em thấy vợ anh khỏe ru mà bệnh tim vậy? Thôi em thấy vợ anh khỏe ru mày. đâm sùng bẫy khỏe ru mà. Khỏe ru à, thiệt đó chứ. Rồi em tìm gì vậy? Anh tìm cái gì vậy? Tìm cái hộp quạt. Nãy giờ mày đứng ở ngoài mày nói hoài ấy. Nãy giờ mày đứng ở ngoài mày đốt nhà tao hoài. Mày đốt nhà tao hoài. Có hộp quạt này. Đi chết vô đi ông nội. Cấm mày nói gì hết chứ nha. Đứng đi coi phim thôi. Đứng đi coi phim thôi. Không, nói luôn. Trời mày, không phải đứng đây. Cấm mày ăn. Mày mua mà mày giờ mày làm ơn mày bị dắt thử về luôn á. Bây giờ mày được mày cất cái hộp quạt kia mày giúp tao đi. Con nói vậy đi. Đi về đi. Ra khỏi nhà tao. Dương Nhã mà biết chuyện cho hết. Ủa vô vậy. Không, em mới nói nè, sao hồi nãy nói hay lắm giờ xìu vậy? Sao hồi nãy anh nói hay lắm mà sao giờ xìu vậy? Đàn ông men, men cái rượu nho đây mà phải uống đi. Em lựa hộp cho. Lúc nãy tao nổi thôi. Trời ơi, mày không hiểu đàn ông phải có lúc nổ hả? Mày cũng nổ vậy. Mày khác gì tao đâu. Nổ giờ banh xác nè. Giờ banh xác nè. Sao mà nổ hơi bị nhiều mỡ. Giờ banh xác nè. Cái này banh đây chắc ngập nhẹ luôn á. Mở không? Mở ngập nhẹ luôn á. Đó, đi nhanh đi vô luôn đi. Đâu, chị tới tao quạt kìa. Thôi, tới nhanh đi vô luôn đi. Mọi người đừng có nói gì nữa. Tao chịu. Nói luôn nè. Anh, hai người đừng nói gì nữa hết. Hai người đừng nói gì nữa đó. Em quyết định rồi, em phải đến đây gặp Dương Nhã để chấm dứt nỗi đau khổ của anh Tú á. Để cứu vớt đời anh. Em ơi, em về đi. Chuyện này đi, anh với vợ anh giải quyết. Em ơi, anh lại. Em làm ơn đi về đi. Mấy cái chuyện này á, để anh với dặn anh giải quyết. Con này nó không gặp em nói chuyện sao nha. Em làm ơn đi về đi. Không, xuống đây. Chị cho nó thuộc. Em nói hứa là em bảo vệ anh á. Em biết là anh hiền lắm. Anh chưa có tiếp xúc nhiều với phụ nữ phải không? Nên anh yên tâm đi, tâm lý đàn bà em hiểu mà. Để em đối mặt với chị. Anh có việc yêu em thôi, còn cả thế giới để em lo nha. Trời. Kêu nó đàn bà kìa. Tôi không biết ai là người làm ơn đi về đi. Rồi, đừng có làm việc nữa. Rồi vậy có đi không? Bây giờ đi vậy có đi không? Không, em ở đây chừng nào em gặp được vợ anh thôi à. Em không đi. Anh đi. Rồi. Anh Tú. Rồi. Hãy về đây bên anh.